Honda CRV là một mẫu gầm cao 5 chỗ rất đáng đồng tiền để anh chị và các bạn có thể là cân nhắc lựa chọn. Với phiên bản em đã giới thiệu anh chị và các bạn đây là chiếc xe Honda CRV phiên bản máy 2.4 sản xuất là năm 2015. À, với bản này thì nó đã ở phiên bản facelift thay đều thay rất là nhiều từ ngoại thất, diện mạo cũng như là cái tính năng vận hành của chiếc xe. Với diện mạo của chiếc xe nó trông có thể thao hơn cũng như là năng động hơn. Tổng thể về chiều rộng, chiều dài hay là chiều cao của chiếc xe thì nó có cái kích thước là dài là 4580 mm và rộng là 1820 mm. Chiều cao là 1685 mm và chiều dài cơ sở là 2620 mm. Với một cái bán kính quay đầu của chiếc xe tối thiểu là 5,9 m. tổng thể sơ qua sơn si ngoại thất một chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì nó vẫn còn giữ được độ đẹp về chất lượng sơn si, mép nối mép cản hay là những cái phần ba trục nâng cấp như là bệ bậc lên xuống này, hệ thống vè che mưa, hệ thống dán kính, tất cả những cái chi tiết option bên trong chiếc xe nữa. Anh chị và các bạn hãy cùng em tham khảo chi tiết đây. Với không gian cốp chứa đồ của chiếc xe thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn một cái không gian khá là rộng rãi. Với À, vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý cũng được trang bị đầy đủ lớp sơ cua cool, đồ nghề tất cả các thứ vẫn còn cho anh chị và các bạn và với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì mình lên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn à, tin tưởng để mình có thể check kiểm tra đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước mang đến cái sự an tâm trong quá trình sử dụng sau này ở phiên bản nâng cấp CRV 2015 thì trông nó gọn gàng hơn ở phần đuôi nhờ cái phần ốp cản sau cùng với những các chi tiết đèn phản quang hay là những cái phần thanh chrome sáng dạng cánh chim liền mạch với cúc đèn hậu tạo điểm nhấn cho khách hàng khi nhìn vào phần đuôi xe Đấy, những cái chi tiết dù là nhỏ nhất thôi nhưng nó sẽ tôn lên cái chiếc xe lên rất là nhiều à, bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về nội thất của chiếc xe với không gian nội thất của chiếc xe được thiết kế tất cả các hàng kế với ghế da Chất lượng da của Honda thì cũng khá là bền và lành Đây là những cái chi tiết như là hệ thống tapli bọc da và những phần ốp vân gỗ Những cái phần ổ cột kèo hay là những phần ốc bản lề bậc lên xuống được ốp bảo vệ đầy đủ Với một cái không gian mang lại cho người dùng cái trải nghiệm tuyệt vời Cái độ ngả lưng của chiếc xe thì nó cũng có điều chỉnh À, nghiêng đáng kể so với những cái phiên bản trước đây mang lại cái sự thoải mái cho người trong gia đình khi ngồi trên xe di chuyển những chuyến đi xa sẽ không bị mệt mỏi và khó chịu. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó với những phần cánh cửa thì nó cũng như các dòng xe khác thôi, lên xuống kính chỉnh gương hay là hệ thống loa được tích hợp ở trên bốn cánh cửa. Các chế độ lại tiết kiệm nhiên liệu Econ rồi là những phần như hệ thống chống trơn trượt cân bằng điện tử hỗ trợ đổ đèo khởi hành ngang dốc, ghế trang bị, ghế chỉnh điện đa hướng. Những cái chi tiết về các phím bấm chức năng hay là cái những bố trí của chiếc xe nó mang cho anh chị và các bạn một cái không gian cũng được tận dụng tối đa giúp người dùng có thể là quan sát cũng như là vận hành một cách dễ dàng. Màn hình cảm ứng được nâng cấp lên màn hình Android rồi sẽ đa chức năng giải trí và tiện ích nhiều hơn. Vô lăng thì có thích hợp các phím điều chỉnh chức năng phía sau là bằng đồng hồ hiển thị thu gọn với những cái thông tin quan sát rõ ràng giúp anh chị và các bạn có thể nắm bắt được tình trạng của chiếc xe một cách dễ dàng đảm bảo lái xe an toàn đấy, những cái chi tiết tổng quan về không gian khoang lái chị có thể thấy tất cả các chi tiết vẫn còn rất là đẹp và hoàn hảo với bản 2.0 và bản 2.4 thì nó có sự chênh lệch về cái mức giá cũng như là về khối động cơ đấy với bản 2.4 thì nó sẽ sử dụng cái khối động cơ là máy 2.4 cùng với hộp số tự động là 5 cấp cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành chiếc xe nó cũng khá là tuyệt vời công suất lên tới là 190 mã và sức kéo là 220 222 Newton mức giá của chiếc xe này thì bây giờ nó cũng đang ở cái mức rất là hợp lý để anh chị và các bạn có thể sở hữu chỉ khoảng dưới 560 triệu thôi là anh chị bạn có thể sở hữu rồi Tính lăng công nghệ an toàn trên mẫu xe này thì nó vẫn mang lại đầy đủ cho anh chị và các bạn và rất cả cái cảm giác lái của chiếc xe thì nó rất là sướng à, cho anh chị và các bạn trải nghiệm thực tế thì em mời anh chị và các bạn có thể qua số à, 22 Nguyễn Văn Cư.